chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang chuẩn bị quay một chiếc ghe xuống này cho mọi người xem ha. Chiếc ghe này có chiều ngang là 4m, chiều dài là 14m7, cabin màu vàng. Đây thì ở đây xuống này một cách chạy tự do coi đã lắm này các bạn. Không có phải chịu ha. Đó, ở trên kia thì anh đã cúng hết trơn rồi, ở chỗ này thì xe rất là đông. Đó. Bây giờ thì mấy anh ở đây thì nói chung cũng canh nước lớn chút chút. Ở trên kia thì anh kia đã chuẩn bị cái cọng dây để vào vị trí rồi đó. Thì buông xuống một cái một là chạy nhìn coi rất là phê ha. Chiếc này có gắn máy Cumin ha. Bây giờ mấy anh đang chuẩn bị cái cọng dây để có gì chịu ra nha các bạn. Đây, đây là cái đường lộ. Chuyên dịch là 1m2 ha. Mấy anh thì đang chuẩn bị đội lên để cho anh có cái dốc, bắt đầu là cho chạy xuống ha. Hôm nay thì mình quay bằng cái điện thoại nha, không có quay máy quay cho nên nó không có được chi tiết, các bạn thông cảm ha. Đây là một giờ buổi trưa rất là nắng. Chút nữa các bạn xem nha. Đó, ở phía trước là cái cây đội là 500 tấn. Ở bên dưới là ở đây có một điều khá đặc biệt là xuống này bằng ống lăn nha các bạn, không phải dùng bỉ lộn, không phải dùng phao giống như những chỗ khác ha. Thì giống như mỗi chỗ có một cái làm quen khác nhau vậy. Đó, bây giờ ở đây thì mấy chị này đang canh xe quẹo hướng này. Nó cọng dây đó là cái cọng dây để nhiều khi chịu lại. Chịu chiếc ghe lại ha. Đó, bây giờ thì đã chuẩn bị rút bỉ đũa ra nha. Và xem chạy một cái nhìn coi đẹp trời luôn này. Bên đó thì có bà chị đang canh xe, hai người canh xe hai bên. À, anh ở trên kia thì vẫn như là cái vị trí cũ, đang chuẩn bị chịu từ 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 từ. Canh dây này cũng nguy hiểm lắm nha, nếu không canh dây thì xe tội đi qua thì nó cũng hơi khó. À, kiểu giống như có một cái con dốc rồi là cho nó chạy xuống rất là đẹp các bạn. Thì các bạn đã xem kênh mình cũng đã biết ha. Thường là mình nói là chiếc ghe nào, chiếc tàu cá bất cứ ở trong đất nước Việt Nam, chiếc nào mà màu vàng là dưới 15m, còn cabin màu xám là trên 15m ha. Đó là bên bộ gì đó, đó là để phân biệt được cái chiếc nào dài bao nhiêu và dài bao xa. Đặc biệt hơn nữa là những cái chiếc màu xám là chỉ được đánh bắt ở trong vùng cạn, còn những chiếc màu lộn, chiếc màu vàng đánh bắt ở trong vùng cạn, còn chiếc màu xám là đánh bắt ở ngoài xa ha. Thì cái chiếc màu xám thì sẽ gắn hộp đen, còn những chiếc màu vàng thế này không có gắn. Bây giờ Ben gì ở trước anh đã xì hơi rồi kìa. Cái biển số là KG92429TS, tức là thủy sản ha. Cái này là chiếc ghe là làm lưới ghẹ nha. Thích nhất là cái lúc mà nó chạy tự do gọi đã lắm các bạn, còn nếu mà xuống chịu từ từ thì không im cho mấy. À, bây giờ thì anh đang chìm cái ống lăn vô. Ống lăn đó là một cái chất liệu làm bằng ống dầu khí nha, chứ không phải là ống thường nha các bạn. Ống thường thì nó sẽ mớp, ống này là ống dầu khí cho nên nó cái độ dày nó rất là kinh khủng khiếp, kiểu giống như thép, nó chất lượng hơn những cái loại thép thường á. Chiếc này thì cũng như mình nói là cào chiếc với lại là nhiều khi là cũng lưới ghẹ không chừng. Nói chung là thuận ngày nào làm ngày đó ha. Tại phía bên kia thì nhà rất là đông. Nếu mà canh không khéo thì nhiều khi nó có trường hợp là nó chạy bên kia luôn. Cho nên nó cũng nguy hiểm lắm. Phải chịu dây đồ an toàn chắc chắn thì mới cho chạy xuống ha. Bây giờ thì mấy anh đã chuẩn bị rồi đó các bạn. Bây giờ thì sau một hồi dép những cái gì mà nó dính ngay chỗ đằng đó đó, chỗ ngón tay mình đó. Ở đây thì ghe cậu ít qua lại cho nên cũng rất là dễ. Các bạn hãy tập trung dòng hình để xem nha. Sáng nước nè. Bây giờ đóng bỉ đũa cho nó ra. Bây giờ bắt buộc phe xe phải chạy đường vòng các bạn. Ôi má ơi, gì vậy? Hơi khó khó ha. Đó,
đập cái chỗ giống như là cái niêm ở đằng cái chỗ cái tay anh đó đó, đập cho nó có cái dốc ra. Hiện tại thì cái niêm đang chìm vô cái ống lăng. Wow, anh này anh chơi cái búa 5kg là anh quánh cái một bứt liền nè. Đây phía trước là cái lử nè, cái màu trắng, màu xanh, màu đỏ đó các bạn thấy chưa, cái lử rất là đẹp. Thử rồi đó đó, xức cái cục đó ra rồi các bạn. À, bắt đầu anh ở trên kia anh sẽ chịu dây từ từ ha, anh phanh rất là nhiều vòng, anh đó rất là quan trọng đấy, có gì là anh phải chịu miết vô liền. Bắt đầu khi mà chiếc tàu vừa xuống dốc là anh phải chịu dây thẳng, khi mà gần tới là anh buông ra tự do liền ha. Cái này thì sửa chữa hôm nay cũng lâu rồi cho nên bữa nay mới xong này. Rồi chuẩn bị mấy anh ở phía trước sẽ đưa đưa rồi 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 sợ có xuồng ở phía sau không? Đúng là bự quá kìa. Tiếp tục đưa ông lăng vô tiếp theo. Ông lăng nó rất là nặng nha các bạn, cũng như mình nói là ông lăng đó là xài ông lăng dầu khí, ống dầu khí xin ạ. Cũng vậy trên này mấy anh cũng phải đứng xa xa ra. À, chỉ có hai người thôi. Ôi, giữa trưa nắng mà mấy anh phải khiêng cái ống lăng đi mệt chích mồ luôn. Kéo đầu mình lên đây. Kéo lại đó. Chuẩn bị xuống này có chiếc giỏ đang chạy lại làm mấy anh mất hứng luôn các bạn. Qua nè. Qua nè. Qua đó. Còn đi cái trong lỏng nè, được rồi, cao lắm. Cấp lên đi ơi. Cấp lên đi ơi. Bây giờ thì chiếc tàu đang dưới một cái dốc cho nên mấy anh phải cấp lại để em thôi cái chớn nó sẽ chạy xuống ha. Nhìn sơn hết rồi lại nhìn rất là đẹp. À, sẽ tiếp tục nha. Nhấp đi anh. Nhấp. Đéo xuống luôn. Gắt đấy. Đúng rồi, xả gì là xuống đó. Ơi. Ôi. Mấy anh phải quánh cống nghe ê găng luôn các bạn thấy chưa? Rồi xuống luôn các bạn. Wow. Ôi. Trời ơi cái máy. Trời ơi nguy hiểm. Rồi, ngon lành rồi trúng cái máy. Mình quá không có gì. Rồi không sao. Nói chung là ngon. Nhẹ nhàng thôi, sốt lên nha. Trời ơi. Rồi nói chung là êm rồi đó. Tuyệt vời. Đây, cái đường bỉ, đường đổ bóng lưỡng. Đi mà mảnh lấy hẹn nhau đi chân bằng. Rồi xong, có lẽ bây giờ mình sẽ tạm dừng tới đây nha. Thấy nó rộng dữ ha. Rồi xong. Mát mẻ liền. Dính con vịt hay vậy? Dính con vịt đó.